Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine, luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong phát triển đất nước ngày nay. Tổng bí thư Chủ tịch nước nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay, kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, khẳng định một lần nữa lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tránh gây tổn thất cho dân thường. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. Tổng thống Ukraine đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine luôn bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev. Hai bên chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương thông qua tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, tìm kiếm biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm duy trì khôi phục trao đổi thương mại song phương. Tổng bí thư Chủ tịch nước cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine và mong muốn chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc tại Ukraine. Hai tuần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại làng Nù là kỷ niệm khó quên với rất nhiều cung bậc cảm xúc đối với những chàng lính trẻ này. Từ sự xót xa khi chứng kiến những gia đình gào thét tìm người thân, đau đớn khi tìm thấy thi thể dưới đống bùn lầy, cho đến những giây phút xúc động trước sự đùm bọc yêu thương của bà con làng Nù dành cho cán bộ chiến sĩ. Đó là động lực tiếp thêm sức mạnh để các anh vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Chính những tình cảm và sự động viên của người dân đã khiến chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích và hỗ trợ bà con khắc phục những hậu quả còn sót lại sau cơn bão. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, hết sức có thể để có thể giúp đỡ bà con. Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm đều được quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ. Đó là cái tình cảm mà nó là cái động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Giây phút chia tay, không cờ, không hoa, chỉ có những gói xôi, miếng bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hóa thôn Làng Nù được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất. Cảm thấy buồn lắm, thương các chú bộ đội. Ngày đêm vất vả, 14 ngày đêm vất vả tìm kiếm các thi thể, không có thời gian nghỉ. Xong là hôm nay là bắt đầu là bộ đội, các chú bộ đội đi hết thì ở đây thì bọn các cô ở đây rất buồn. Chia tay làng Nù, mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cúi chào lần cuối những người đã khuất, những người vẫn chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở đất. Các anh tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Cụ Hồ. Dự báo, tại kỳ điều hành ngày 26 tháng 9 tới đây, giá xăng có thể tăng mạnh từ 4,4 đến 4,8% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành tới đây có thể tăng mạnh trở lại.
trong đó xăng E5 RON 92 có thể tăng 833 đồng, tương đương 4,4% lên mức 19.773 đồng một lít, còn xăng RON 95 có thể tăng 941 đồng, tương đương 4,8% lên mức 20.701 đồng một lít. Mới đây, Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ Kinh doanh cá nhân cho biết, Tổng cục Thuế đề xuất bổ sung quy định sàn thương mại điện tử tăng cường trách nhiệm, tự nguyện kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người bán hàng trên sàn thương mại điện tử, Tổng cục Thuế sẽ cho ra mắt cổng thông tin điện tử, đồng thời ban hành thư ngỏ và cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình. Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiên phong áp dụng AI để phân tích dữ liệu lớn, từ đó xây dựng mô hình quản lý rủi ro đối với các hoạt động thương mại điện tử, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thuế. Đoàn 4.500 khách Ấn Độ, đông nhất từ trước đến nay, vừa có chuyến tham quan Hà Nội, Tràng An và Vịnh Hạ Long từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9. Hầu hết du khách rất hài lòng với dịch vụ trải nghiệm khách sạn cao cấp cũng như ấn tượng về các điểm đến du lịch của Việt Nam. Chuyến du lịch này giống như giấc mơ đối với tôi vậy. Lần tới tôi sẽ lên kế hoạch để quay trở lại Việt Nam cùng với gia đình của mình. Chuyến thăm Vịnh Hạ Long thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quảng Ninh, của điểm đến này. Hôm qua đoàn đã tham quan Tràng An, Ninh Bình và hôm nay là Vịnh Hạ Long. Các điểm đến đều rất thú vị với tôi và mọi người trong đoàn. Hiện Ấn Độ đang là một trong 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất Việt Nam từ đầu năm đến nay, tăng trưởng trên 200% so với năm ngoái. Theo cuộc khảo sát mang tên Xếp hạng địa danh du khách muốn quay lại của Agoda mới đây, Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á được du khách Ấn Độ lựa chọn quay trở lại. Chúng tôi đang coi Ấn Độ là một trong những thị trường rất là quan trọng mang tính chiến lược và đang khai thác những cái yếu tố nổi trội của du lịch Việt Nam để hấp dẫn khách Ấn Độ. Đặc biệt là khách đi theo nhóm, khách du lịch MICE, khách đi du lịch sự kiện, khách đi tổ chức các cái đám cưới. Các chuyên gia du lịch cũng dự báo thị trường Ấn Độ sẽ tăng trưởng ngày càng tốt trong thời gian tới. Song theo ghi nhận, cả nước hiện nay chưa có hướng dẫn viên tiếng Hindi. Điều này đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam cần hoàn thiện hệ sinh thái về nhân lực, cũng như các cơ sở dịch vụ phục vụ ẩm thực riêng cho thị trường khách này. Khách Ấn Độ thì họ sẽ rất có nhu cầu được nghe những hướng dẫn viên tiếng Hindi. Và rõ ràng chúng ta sẽ không có nhiều ở đất nước Việt Nam. Và chúng ta buộc phải dùng tiếng Anh. Và tiếng Anh thì người Ấn Độ họ cũng vẫn nghe được. Nhưng họ sẽ cảm thấy là chúng ta chưa cung ứng được cái dịch vụ ở gọi là mức độ cao nhất cho họ. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ở Ấn Độ thì chúng ta đang nói nhiều về từ con số 0. Bây giờ nó lên thì rất nhanh. Nhưng mà nhanh tiếp nữa thì chúng ta cũng cần phải theo dõi. Bởi vì thị trường Ấn Độ cũng có những cái yêu cầu đặc biệt rất riêng. Các bạn biết rồi. Nó là vấn đề tôn giáo, nó là vấn đề văn hóa. Thế thì chúng ta từ số 0 chúng ta lên đến số 10, bây giờ chúng ta muốn lên số 100 thì chúng ta cũng còn phải có thời gian. Với những tín hiệu rất tích cực, Ấn Độ đang là thị trường du lịch rất tiềm năng của du lịch Việt Nam.